Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số trang 665, Kinh Kim Quang Minh Tổ Thánh Vương, quyển 8, phẩm 15, Thiên Nữ Đại Biện Tài, phần 2. Bây giờ, Bà La Môn Kiều Trạng Nhân nói lên lời khen ngợi như trên và chú tán thán pháp để khen ngợi Thiên Nữ Biện Tài xong. Bà các đại chúng, thưa chư vị, nếu muốn thỉnh Thiên Nữ Biện Tài thương xót khen hộ ở đời hiện tại, đi biện tài vô ngại, thông minh đại trí, ngôn từ thiện xảo, tài năng đặc biệt bao quát tất cả, văn sức luận nghị, tùy ý thành tựu, không hề trở ngại, thì nên phải chí thành ân cần thỉnh trọng triệu thỉnh rằng: Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Thân Già, Nam mô chúng chư Bồ Tát lập giác thanh văn, tất cả thánh chúng, chư Phật quá khứ hiện tại trong mười phương đều đã quen tập lời nói chân thật, hay nói lời tùy thuận hợp với căn cơ nói lời chân thật, không có nói lời nói hư dối, đã vô lượng ức đại kiếp từ nói lời chân thật. Người nào nói lời chân thật con đều tùy ý, do chẳng nói dối nên lưỡi da rộng có thể che phủ mặt, che phủ cho tiền bộ và bốn thiên hạ, có thể che phủ 1.000, 2.000, 3.000 thế giới, che phủ khắp 10 phương thế giới, viên mãn cùng khắp chẳng thể nghĩ bàn, có thể trừ tất cả phiền não nóng bức. Kính lễ tất cả chư Phật có tướng lưỡi như vậy, nguyện cho con tên là để được thành tựu biện tài vi diệu chứ tâm quy mạng. Kính lễ chư Phật biện tài vi diệu, chư đại Bồ Tát biện tài vi diệu, chư bậc thánh độc giác biện tài vi diệu, bốn hướng bốn quả biện tài vi diệu, là bốn thánh đế biện tài vi diệu, chánh hạnh chánh kiến biện tài vi diệu, phạm chúng chư tiên biện tài vi diệu, đại thiên ô ma biện tài vi diệu, tát kiền đà thiên biện tài vi diệu, ma na tư vương biện tài vi diệu, thông minh dạ vương biện tài vi diệu, tứ đại thiên vương biện tài vi diệu, thiên tử thiên trụ biện tài vi diệu, kim cang mật chủ biện tài vi diệu, trời phệ xuất hộ nộ biện tài vi diệu, thiên nữ tỳ ma biện tài vi diệu, thiên thần thị số biện tài vi diệu, thiên nữ thất lỵ biện tài vi diệu, thất lỵ mạc đa biện tài vi diệu, ê lý ngôn từ biện tài vi diệu, mẹ lớn của các mẹ biện tài vi diệu, quỷ mẹ há đi đẻ biện tài vi diệu, các thần dược xoa biện tài vi diệu, các vua ở mười phương biện tài vi diệu, hỗ trợ cho con được các nghiệp thù thắng, khiến được biện tài vi diệu vô cùng. Kính người không giả dối, kính lễ bậc giải thoát, kính lễ người ly dục, kính người bỏ buộc ràng, kính bậc lòng thanh tịnh, kính lễ đấng ánh sáng, kính bậc chân thật ngữ, kính bậc không trần cấu, bậc trụ nghĩa thù thắng, kính lễ đại chúng sinh, kính lễ trời biện tài cho con lời vô ngại. Nguyện điều con mong cầu đều mau chóng thành tựu, không bệnh trường an lạc, được tuổi thọ lâu dài, hiểu rõ các thần chú, xuyên thu đạo bồ đề, làm lợi ích quần sinh, nguyện cầu sớm toàn nguyện. Con nói lời chân thật, con nói không lừa dối, thiên nữ biện diệu biện tài khiến con được thành tựu. Nguyện xin đấng thiên nữ khiến lời con vô ngại, mau nhập vào miệng thân, thông minh biện tài đủ. Nguyện cho lưỡi của con được biện tài Như Lai, nhiều uy lực ngôn ngữ, điều phục các chúng sinh. Con nói ra lời nào, theo việc đều thành tựu, người nghe tâm cung kính, việc làm chẳng luống uổng. Nếu con cầu biện tài mà chẳng được thành tựu, lời thiên nữ chân thật đều trở thành hư vọng, có tạo tội vô gián, lời Phật khiến điều phục, và lời nó báo ân của bậc A-la-hán, xá lợi tử Mục Liên, đứng đầu đệ tử Phật, lời chư vị chân thật. Con nguyện con đều thành tựu, con nay cung kính thỉnh chúng thanh văn của Phật, nguyện xin cháu đến đây thành tựu lòng con cầu. Nguyện cầu lời chân thật, đều nguyện không hư dối, trên từ sắc cứu cánh, đến cõi trời tịnh cư, đại phạm và phạm phụ, tất cả chúng phạm vương, cho đến khắp 3.000 chủ thế giới ta bà, được cùng với bà con, con nay đều triệu thỉnh, nguyện đủ lòng từ bi, thương xót và cứu giúp. Trời ta hóa tự tại, và trời lạc biến hóa, chúng trời đâu xuất đà, từ thì sẽ thành Phật, các chúng trời dạ ma, và trời tam thập tam, chúng trời tứ thiên vương, tất cả chúng chư thiên, thần đất nước lửa gió, nương ở núi diệu cao, các thần bảy núi biển, và tất cả quyến thuộc, mãn tài và ngũ đỉnh, mặt trời, mặt trăng sao, các thiên chúng như vậy, khi thế gian yên ổn, những vị thiên thần ấy chẳng tạo nghiệp lỗi lầm. Kính lễ mẹ, con quỷ và con nhỏ yêu thương,
chúng trời rồng Yosra, Càn Tác, Atola và cả Khẩn La La mà Khô Lạc Già nữa. Con nhờ lực Thế Tôn cúi đầu mình triệu thỉnh, nguyện rủ lòng từ bi cho con vô ngại biện. Tất cả chúng trời người biết rõ tâm người khác, đều nguyện thêm sức thần cho con biện tài chịu. Cho đến tận hư không cùng khắp cả thế giới, có loài chúng sinh nào đều cho con biện tài. Bây giờ thì nữ biện tại nghe lời thỉnh này rồi thì bảo: vị Bà La Môn rằng, hay thay thưa đại sĩ, nếu có người nam người nữ nào có thể y theo chú và chú tán như vậy, thọ trì pháp thức như đã nói trước, quy tam bảo, giữ tâm chánh niệm, đối với sự mong cầu đều chẳng luống uổng, lại thêm thọ trì độc tụng kinh điển vi diệu kim quang bên này, nên những điều nguyện cầu đều có kết quả toàn nguyện, mau được thành tựu, trừ khi mất tính tâm. Vì Bà La Môn vô cùng hoan hỷ chấp tay kính thuận. Bây giờ Đức Phật bảo thiên nữ biện tài: hay thay, người có thể lưu truyền kinh phương vi diệu này, ủng hộ người thọ trì kinh và có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc. Nói pháp như vậy, ban cho biện tài chẳng thể nghĩ bàn, được phước không lường. Những người phát tâm mau chóng đi đến Bồ Đề. Phẩm 16. Thiên nữ Đại Cát Tường. Bây giờ thiên nữ Đại Cát Tường liền đứng dậy, đảnh lễ trước chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu con thấy có tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà chi nào thọ truyền độc tụng, vì người chẳng nói kinh vua tối tháng kim quan bên này, con sẽ chuyên tâm cung kính cúng dường các vị pháp sư này, nhưng thức ăn, thức uống, quần áo, đồ nằm, bút thang và tất cả đồ cần chung cát đều khiến cho đầy đủ không thiếu thốn, hoặc ngày hoặc đêm hành giả đối với câu cú ý nghĩa của kinh này. Kinh vua này quán xét tư duy, trụ trong an vui, khiến cho kinh điển này được lưu hành rộng rãi ở Thiện Bộ Châu. Vì hữu tình đã ở chỗ vô lượng trăm ngàn Đức Phật gieo trồng căn lành, thường khiến cho họ được nghe, chẳng bị mai một. Lại ở vô lượng trăm ngàn ức kiếp, họ sẽ nhận được nhiều niềm vui thù thắng của trời người, gặt hái mùa giàu thịnh, rồi hắn sửa đói kém, tất cả hữu tình luôn luôn được an lạc, cũng được gặp gỡ các Đức Phật Thế Tôn. Và đời vị lai mau chóng chứng quả đại Bồ Đề vô thượng, chấm dứt hẳn nạn khổ trong ba đường luân hồi. Bà Thế Tôn có nhớ vào đời quá khứ, có Đức Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đầy đủ mười hiệu, có ở chỗ Phật đó gieo trồng căn lành. Nhờ năng lực uy thần từ bi mẫn niệm của Đức Như Lai đó, nên khiến cho con ngày hôm nay nghĩ đến nơi nào, nhìn thấy chỗ nào và đi đến nước nào, cũng có thể khiến cho vô lượng trăm ngàn và ức chúng sinh được nhiều an lạc, cho đến y phục, thức ăn uống, đồ dùng sinh hoạt, các vật báu như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, cổ phách, trân châu, được khiến cho sung túc. Nếu lại có người chỉ tâm đọc tụng kinh Kim Quang bên tối tháng vương này, thì cũng phải ngày ngày đốt nhiều loại hương thơm và những loài hoa đẹp, vì con mà cúng dường Đức Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, là phải bốn ngày ở trong ba thời hành giả xưng niệm danh hiệu của con, đặc biệt dùng hương hoa và những món ăn ngon cúng dường cho con, cũng thường nghe nhận kinh vua di diệu này, được phước như vậy, rồi nói kệ rằng: do trì kinh sâu nhiệm như vậy, quý thuộc tự thân lìa suy kém, y thực đồ cần dùng không thiếu, uy quan tuổi thọ khó tận cùng, hay khiến vị đất thường tăng trưởng, cái trời tuôn mưa thuận thời tiết, khiến cho thiên chúng đều hoan hỷ, cùng với thần rừng, thần ngũ cốc, đường trộm cái trái đều tươi tốt, tất cả lúa má đều thành tựu, muốn cầu cho báu đều mãn nguyện, nghĩ đến điều gì đều như ý. Đức Phật bảo thiên nữ Đại Cát Tường rằng: hay thay, người có thể nghĩ nhớ được nhân duyên xưa như vậy, là báo ân cúng dường, lợi ích an lạc cho phổ biến chúng sinh, lưu truyền kênh này vô tận. Phẩm 17. Thiên nữ Đại Cát Tường tăng trưởng tài vật. Lúc bấy giờ thiên nữ Đại Cát Tường lại bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, thành của thiên vương Bệ Thất La Mạt Noa ở phương Bắc tên là Hữu Tài, cách thành chẳng xa có khu vườn tên là Diệu Hoa Phước Quang, bên trong có thánh điện làm bằng bảy báu. Bà Thế Tôn, con thường ở đó, hay là có người muốn cầu cho ngũ cốc ngày ngày thêm nhiều, kho lẫm tràn đầy, thì nên phát khởi lòng kính tinh, dọn sạch một phòng, dùng của ma tô lên đất, nên vẽ hình tượng của con, nhiều loại chuỗi ngọc trang trí xung quanh, sau đó tắm gội thân thể, mặc quần áo sạch sẽ, dùng hương thơm xoa khắp, vào trong tịnh thất phát tâm, vì con mỗi ngày ba thời sẽ danh hiệu Đức Phật đó và danh hiệu kinh
Này cung kính đảnh lễ Nam Mô Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang chiếu các tường công đức hải Như Lai. Rồi mang những hương hoa và nhiều thức ăn thức uống hảo hạng mà hết lòng cúng dường và cũng dùng hương hoa và cả những thức ăn thức uống hiến dâng hình tượng của con, rồi lại đem thức ăn thức uống tung trải các phương các cúng tế cho các thần, dùng lời chân thật mời gọi trời đại các tường nói lên lời cầu nguyện. Nếu như lời nói là chẳng hư dối thì đối với con là thỉnh cầu chớ khiến cho rỗng không vậy. Khi ấy thiên nữ các tường biết việc này rồi liền sinh ra ý niệm thương xót, khiến cho trong nhà ấy của cải lúa gạo tăng trưởng. Hành giả liền phải tụng chú triệu tỉnh con, trước tiên xưng danh hiệu Phật và Bồ Tát, nhất tâm kính lễ Nam Mô Nhất Thiết Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Nam Mô Bảo Kế Phật, Nam Mô Vô Có Quang Minh Bảo Tràng Phật, Nam Mô Kim Tràng Quang Phật, Nam Mô Bách Kim Quang Tạng Phật, Nam Mô Kim Cái Bảo Tích Phật, Nam Mô Kim Hoa Quang Tràng Phật, Nam Mô Đại Đăng Quang Phật, Nam Mô Đại Bảo Tràng Phật, Nam Mô Đông Phương Bất Động Phật, Nam Mô Đông Phương Bảo Tràng Phật, Nam Mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Bắc Phương Thiên Cổ Âm Vương Phật, Nam Mô Diệu Tràng Bồ Tát, Nam Mô Kim Quang Bồ Tát, Nam Mô Kim Tạng Bồ Tát, Nam Mô Thường Đệ Bồ Tát, Nam Mô Pháp Thượng Bồ Tát, Nam Mô Thiện An Bồ Tát. Lời kính chư Phật Bồ Tát như vậy rồi, tiếp đó nó phải tụng chú triệu thỉnh con thiên nữ đại cát tường. Nhờ năng lực của chú này nên điều mong cầu của hành giả đã được thành tựu. Thiên nữ liền nói chú rằng: Nam mô Tất Lị Mạc Ha Thiên Nữ Đá Địa Tha Bát Lị Bô Luật Noa Chiết Lệ Tam Mạng Đa Đá Lị Thiết Nê Mạc Ha Tỳ Ha La Yết Đế Tam Mạng Đá Tỳ Đàm Mạc Nê Mạc Ha Ca Lý Đã Bác Lị Đệ Sắc Xá Bác Đê Tác Bà Ác Tha Ta Đạ Nê Tô Bác Lạc Đệ Vô Lệ A Gia Na Đạt Ma Đa Mạc Ha Tỳ Câu Tỳ Đế Mạc Ha Mê Đốt Lỗ Ổ Ba Tăng Tứ Đê Mạc Ha Hiệt Lị Sử Tô Tăng Cận Lý Tứ Đê Ta Mạng Đa Ác Tha A Nô Ba Lạc Nê Tá Ha. Bạch Thế Tôn, nếu người nào trì tụng thần chú như vậy triệu thỉnh con thì con nghe thỉnh rồi, để đến chỗ người ấy mà khiến cho ước nguyện của họ được như ý. Bạch Thế Tôn, câu pháp quán đỉnh này là câu quyết định thành tựu, là câu chân thực, là câu không hư dối, chính là hạnh bình đẳng đối với các chúng sinh, là căn lành chân chánh. Nếu có người thọ trì đọc tụng chú thì nên bảy ngày bảy đêm tỏ tám quan trên giới, và buổi sáng sớm trước tiên đánh răng rửa mặt sạch sẽ, và đến quá trưa dâng hương hoa cúng dường tất cả chư Phật, tự sám hối tội lỗi vì thân mình và các loài chúng sinh mà hồi hướng phát nguyện, để khiến cho sự cầu mong chóng được thành tựu, nó dọn sạch sẽ một căn phòng và ở nơi thanh tịnh vắng vẻ, lấy cù ma làm đèn tràng, đốt hương chiên đàn mà cúng dường, đặt một tòa ngồi thù thắng vi diệu với phướng lộng trang nghiêm, dùng các loài hoa quý trải khắp nơi bên trong đèn tràng. Rồi hành giả nên phải chí tâm trì tụng chú nói trên được cầu con đến. Bây giờ con liền hộ niệm quan sát người đó, liền vào nhà lên tòa ngồi và nhận sự cúng dường của người ấy. Từ đó về sau con sẽ khiến cho người kia trong giấc ngủ mới thấy được con. Người đó cầu điều gì con đều dùng sự thật bảo cho biết. Nếu ở xóm làng, đường sâu và chỗ ở của tăng, cầu xin điều gì con đều khiến cho viên mãn. Vàng, bạc, của báu, trâu, dê, lúa, mì, thức ăn, thức uống, quần áo đều được nhận những niềm vui và ý. Để được quả báu thù thắng vi diệu như vậy thì phải dùng phần thượng hạng để cúng dường tam bảo và cúng thế cho con, tu sửa pháp hội, thiết bày những đồ ăn uống, sắp đặt hương hoa khắp nơi, lấy những đồ cúng dường là cúng dường rồi lại bị con cúng dường, con sẽ trọn đời luôn ở đây để ủng hộ người này, khiến cho họ không thiếu tốn. Cầu mong điều gì đều được như ý, hành giả cũng phải mọi lúc cung cấp, cứu giúp những người nghèo thiếu, chẳng nên sang tham tiếc rẻ, để vì thân mình, từ đọc tụng kinh này thường xuyên cúng dường chẳng dứt, và đem phước này tiết khắp tất cả, hồi hướng về đạo Bồ Đề, nguyện thoát khỏi sinh tử, mau chóng được giải thoát. Bây giờ Đức Thế Tôn khen rằng: Hay thay, này thiên nữ Cát Tường, tôi có thể lưu truyền kinh này như vậy, người và mình đều được lợi ích không thể nghĩ bàn. Phẩm 18 Địa Thần Kiên Lao. Bây giờ thần đất Kiên Lao liền ở giữa đại chúng đứng dậy chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này, nếu ở đời hiện tại hoặc đời vị lai, hoặc ở thành ấp xóm làng cung vua lâu đài
Dạ A Lăng Nhã, núi non rừng sâu mà bác kinh này lưu hành. Bạch Thế Tôn, con sẽ đi đến chỗ ấy cúng dường cung kính, ủng hộ lưu thông. Nếu địa phương nào vì thầy nói pháp đặt bày tòa cao để giảng nói kinh thì con dùng thần lực chẳng hiện thân ra ở tại tòa ngồi, đội vị ấy trên đầu con được nghe pháp vô cùng vui mừng, được nếm vị pháp tan theo ánh sáng uyên đức, vui mừng không lường. Tự thân con đã được lợi ích như vậy, còn khiến cho đất đai sâu hơn 16 vạn 8 ngàn cho tuần đến thế giới của Kim Cang Luân. Vì đất những nơi ấy đều tăng thêm cho đến đất trong bốn biển của Phì Nhiêu, ruộng lúa màu mỡ gấp bội hơn ngày thường, cũng lại khiến cho sông ngòi ao hồ trong tiền bộ châu cùng những cây cối cỏ thuốc rừng rậm, các loại hoa quả rễ thân cành lá và những giống lúa có hình dạng đáng ưa và người ưa nhìn, hương sắc đầy đủ đều đáng thọ dụng. Nếu các hữu tình thọ dụng đồ ăn thức uống tù tán vi diệu như vậy rồi thì sống lâu sắc lực các căn yên ổn, tăng thêm ánh sáng, không có những đau khổ, tâm tuệ dũng kiện, không gì mà chẳng đủ khả năng đảm nhận. Lại nữa, các đại địa này hễ có việc cần đến, dù trăm ngàn sự nghiệp cũng đều hoàn thành. Bạch Thế Tôn, cho nhân dân này nên tìm bộ châu yên ổn, thịnh vượng, an vui, nhân dân đông đúc, không có các suy kém, tất cả chúng sinh đều được an vui. Đã được thân tâm an lạc như vậy thì họ đối với kinh vua này càng thêm kính tín sâu sắc. Bất cứ ở đâu mà người đều nguyện thọ trì cúng dường cung kính tôn trọng và thánh thán. Lại nữa, tất cả các chỗ pháp tòa của đại sư nói pháp kia con đều đến đó vì các chúng sinh khuyến thịnh nói kinh vương tối tháng này. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì nhờ nói kinh này từ thân con của các quyến thuộc đều được lợi ích, khí lực sáng rỡ, vì thế dũng mãnh, chú mạng đẹp đẽ gấp bội ngày thường. Bạch Thế Tôn, con thần đất Kiên Lao nhờ ân pháp vị đã khiến cho đất của Tiền Bộ Châu ngang dọc 7 ngày giữa tuần đều thêm màu mỡ, cho đến như trước tất cả chúng sinh đều được an vui. Vì thế Bạch Thế Tôn, nhờ chúng sinh đó vì báo ân con nên khởi ý niệm này, ta sẽ nhất định nghe ghi nhận kinh này với lòng cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Khởi ý niệm này rồi, họ liền tự ở chỗ chỉ thành ấp xóm làng nhà cửa đất trống đi đến chỗ pháp hội, đành lại pháp sư tin nhận kinh này. Đã nghe rồi, họ đều trở về chỗ cũ, lòng rất vui mừng, cùng nhau nói rằng chúng ta hôm nay được nghe diệu pháp vô thượng sâu xa, tức là đã bao gồm được các công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nhờ năng lực của kinh, chúng ta sẽ gặp vô lượng vô biên trăm ngàn ức vô số đức Phật phụng sự cúng dường, lìa khỏi hẳn những nỗi chỗ khổ cực trong ba đường. Lại nữa, vào đời vị lai trong trăm ngàn đời, tượng sinh lên cõi trời và ở cõi người được nhiều niềm vui thù thắng vi diệu. Những người đó đều trở về chỗ cũ vì mọi người nói kinh vô này, hoặc một ví dụ, một phẩm, một nhân duyên xưa, một danh hiệu Như Lai, một danh hiệu Bồ Tát, một bài tụng bốn câu, hoặc chỉ một câu mà vì các chúng sinh nói kinh điển này, thậm chí chỉ là danh tự của đầu đề. Và theo tôi, con vì các chúng sinh ấy ở chỗ nào thì đất nơi đó đều trở nên màu mỡ vì nhiều hơn chỗ khác. Như thế, những vật sống trên đất đai đó đều được tăng trưởng xung xuê, to động, khiến cho các chúng sinh đều được an lạc. Họ có nhiều của cải quý báu, ưa làm việc bố thí, lòng kính tin tham bảo luôn sâu sắc và giữ vững lòng tin. Thần đất nói lời này xong, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo thần đất Kiên Lao: chúng sinh nào nghe kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này, thậm chí chỉ một câu sau khi mạng chung cũng sẽ được vãng sinh cõi trời Tam Thập Tam và các cõi trời khác. Nếu có chúng sinh vì muốn cúng dường kinh vương này mà trang nghiêm nhà cửa, thậm chí chỉ dâng lên một cái tán che, trên một cái một dải phướng lụa ngũ sắc, do nhân duyên này muốn sẽ lên sáu cõi trời thì đúng như ý niệm được thọ sinh cùng bảy báu vi diệu tùy ý thọ dụng, mà mỗi đều tự nhiên có 7.000 thiên nữ cùng chung nhau vui vẻ ngày đêm, luôn được niềm vô thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói lời này xong, bây giờ thần đất Kiên Lao bạch Thế Tôn, trên nhân duyên này nên nếu có khi có bốn chúng lên pháp tòa nói pháp này thì con sẽ ngày đêm ủng hộ người đó, tự ẩn thân mình ở tại chỗ tòa ngồi, đợi vị ấy lên đầu. Bạch Thế Tôn, kinh điển như vậy được những chúng sinh đã ở chỗ trăm ngàn đức Phật gieo trồng các lành lưu truyền, chẳng dịp ở Thiện Bộ Châu. Những chúng sinh đó nghe kinh này thì ở đời vị lai vô lượng trong ngàn ức vô số kiếp trên trời, trong ngoài, trong loài người luôn được tìm vô thù thắng, được gặp các đức Phật mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng chịu sự khổ sinh tử trong ba đường. Bây giờ thần đất Kiên Lao bạch: Bạch Thế Tôn, con có tâm chú có thể lợi ích cho trời người an lạc cho tất cả.
Nếu người có người nam, người nữ và bốn chúng nào muốn được gần gũi thấy thân thật của con, thế nên chí tâm trì tụng Đà La Ni này, người ấy ước nguyện gì đã được mãn nguyện, như là của cải trong báu kho tàng. Và nếu cần thần thông thuốc sống lâu bầu nhiệm, công thuốc trị mọi bệnh, tôi phục kẻ địch, chế ngự các ngoại đạo, hành giả phải ở trong tịnh thất, an trí đạo tràng, tắm gội thân trong mặc áo tinh khiết, ngồi trên tòa ngồi bằng cỏ, ở nơi có xá lợi trước hình tượng tôn quý, hoặc chỗ có tháp thờ xá lợi, đốt hương đại hoa, bày đồ ăn thức uống cúng dường. Vào mùng 8 có trăng, hợp ngày sau bố sái, thì tụng chú triệu tỉnh. Đã đi tha chị lấy, chủ lỗ, cố lỗ, cố, cố lỗ, câu trụ, đổ trụ, đổ trụ, phục ha, phạt xả, tá ha. Bà Thế Tôn câu thần chú này, nó có bốn chúng, tụng 108 lần để trừ thành con, thì con vì người đó liền đến đó. Là nếu Bà Thế Tôn nếu có chúng sinh muốn thấy, được thấy con, hiện thân cũng đã năng, thì cũng nên an trí pháp thức như trước mà tụng thần chú này. Đã đi tha, ác chiếc nê, hiệt lực sát đê, tất ni, đạt lý, hai hai tứ tứ khu lỗ, phạt lệ tá ha. Bà Thế Tôn nếu người khi trì chú này nên tụng 108 lần, đồng thời tụng chú trước thì con nhất định hiện thân khiến cho người ấy ước nguyện gì để được thành tựu, hoàn toàn không luống uổng. Khi muốn tụng chú này trước phải tụng chú hội thân. Đá đi tha nỉ thất lý mặc xà yết trí nại trí cụ trí bục địa bục địa bục địa là tỳ trí cụ cố trí khư bài chỉ lý tá ha. Bà Thế Tôn khi tụng chú này đã chịu ngũ sắc tụng 21 biến để làm 21 nút buộc sâu khuỷu tay trái. Liền hộ thân không có nỗi sợ hãi. Nếu có người chí tâm tụng chú này thì điều cầu xin nhất định được như ý. Con chẳng nói dối. Con đem Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo mà làm bằng cớ chứng biết sự thật này. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thần đất, hay thay, người có thể dùng thần chú thuật ngữ đó hộ trì kinh vương này và người nói pháp cho nhân duyên này, khiến cho ngươi đạt được chất lượng phước báo. Phẩm 19 đại tướng Dược Xoa Tăng Thuận Nhĩ Gia. Bây giờ đại tướng Dược Xoa Tăng Thuận Nhĩ Gia cùng với 28 bộ các thần Dược Xoa ở trong đại chúng để đứng dậy sửa lại áo vai phải, có phải quỳ xuống đất chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, kinh vương tối tháng kim quang minh này, nếu đời hiện tại và đời vị lai ở đâu có tuyên nói lưu hành, hoặc ở thành ấp xóm làng núi non rừng sâu, hoặc cung điện vua, hoặc chỗ tăng ở, Bạch Thế Tôn, con đại tướng Như Xoa Tăng Thận Nhĩ Đa Gia cùng với 28 bộ Như Xoa các thần đều đi đến chỗ ấy, đều tự ẩn hình để theo ủng hộ thầy nói pháp, khiến cho vị ấy lìa khỏi khổ não, cho được an lạc. Và người nghe pháp hoặc nam hoặc nữ, hoặc đồng nam đồng nữ ở trong kinh này cho đến thời trì một bài kệ, bài tụng bốn câu, hoặc trì một câu niệm danh hiệu đầu đề của kinh vua này, cho đối với danh hiệu một Đức Như Lai, danh hiệu một vị Bồ Tát trong kinh mà phát tâm xưng niệm, thì con sẽ cứu hộ giúp đỡ khiến cho hành giả không bị tai nạn, bị khổ được vui. Bà Thế Tôn, vì sao tên con là Chánh Liệu Tri? Nhân duyên này chính Đức Phật chứng biết, con biết các pháp, con hiểu tất cả pháp, theo tất cả pháp đúng như thật, chủng loại, theo tính sai biệt của tất cả pháp ấy. Bà Thế Tôn, các pháp như vậy con đều có thể biết rõ, con có ánh sáng trí khó nghĩ bàn, con có đuối trí khó nghĩ bàn, con có hành trí khó nghĩ bàn, con có trí tuệ khó nghĩ bàn, con đối với cảnh giới trí khó nghĩ bàn mà vẫn có thể thông đạt. Bà Thế Tôn, đối với tất cả pháp, con có thể biết, hiểu, giác ngộ và quán xét đúng đắn. Bà Thế Tôn, do nhân duyên này, con đại tướng Dược Xoa, tên là Chánh Liễu Tri. Do nghĩa này, nên con có thể khiến cho thầy nói pháp kia, nói ra lời biện luận rõ ràng, đầy đủ trang nghiêm, cũng khiến cho tinh khí theo lộ chân lông mà vào, thân lực sung mãn, uy thần, dũng kiện, ánh sáng khó nghĩ, khó bàn, ánh sáng trí khó nghĩ bàn để được thành tựu, được nhớ nghĩ đúng đắn, không tối lui,
con được lợi ích khiến không suy giảm, các căn an vui luôn hoan hỷ. Cho nhân duyên này, nhận hữu tình kia, đợi chỗ trăm ngàn Đức Phật gieo trồng những căn lành tu nghiệp phước, nên lợi thiện bồi cho tuyên giảng cái này, lưu hành rộng rãi cho đến mai một. Nhận hữu tình đó nghe cái này rồi, để anh sáng đại trí chẳng thể nghĩ bàn, dài cho lượng phước trí tụ. Ở đời tương lai, họ sẽ ở vô lượng ức vô số kiếp được niềm vô thù thắng của trời người. Chẳng thể nghĩ bàn, tôi được gặp gỡ Phật, mau chóng chứng vô thượng chánh đại chánh giác, không bị những cực khổ ở cõi Diêm La và trong khổ ba đường. Bây giờ, Đại tướng Dược Xoa, chánh điều trì bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, còn có Đà La Ni, nay đối trước Đức Phật xin đã tự nói lên, vì muốn làm ích lợi, thương xót các loài hữu tình. Đại tướng Dược Xoa liền nói chú, Nam Mô Phật Đà Giả, Nam Mô Đạt Ma Giả, Nam Mô Tăng Già Giả, Nam Mô Bạc La Hám Ma Giả, Nam Mô Nhân Đạt La Giả, Nam Mô Chiết Đốt Nẩm, Mạc Khát La Xà Nẩm, Lấy Địa Tha, Tử Lý, Nhị Lý, Nhị Lý, Cù Lý, Mạc Kha Cù Lý, Kiền Đa Lý, Mạc Kha Kiền Đa Lý, Đạt La Nhị Trị, Mạc Kha Đạt La Nhị Trị, Đan Trà Khúc, Khuyến Đệ, Ha Ha, Ha Ha, Ha, Tứ Tứ, Tứ, Tứ Tứ, Hô Hô, 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 Hán Lỗ, Đàm Mê Cù, Đàm Mê, Dạ Dạ, Dạ Dạ, Chị Chị, Chủ Chủ, Chủ Chủ, Chiên Trà Nhiếp, Bát La, Thí Yết La, Thí Yết La, Ốt Đệ, Sắc Tra Tứ, Bạch Già Phạm, Ta Nhân Nhĩ Gia, Đã Ha. Nếu là có người đối với mình chỗ này có thể tọa trì, thì con sẽ cấp cho đồ dùng sinh hoạt ăn vui, thức ăn uống, y phục, hoa quả, trân châu kỳ lạ, hoặc cầu trai gái đồng nam đồng nữ, vàng bạc châu báu, các chuỗi ngọc, con đều cung cấp tùy theo sự nguyện cầu, khiến cho họ không thiếu tốn. Mình chú này có uy lực lớn, khi người nào tụng chú thì con sẽ mau chóng đến chỗ người ấy, khiến cho họ không có chướng ngại, thành tựu như ý. Khi trì chú này thì nên biết pháp như sau. Trước vẽ bày một hình tượng như Xoa Tăng Thần Nhĩ Gia, cao 20 thước, tay cầm mâu và tuẫn. Ở trước tượng này tạo lập đàn trang bốn phương, rồi đặt hình tượng nước mật hoặc nước đường cát, hương hoa, hương bột, hương đốt và những vòng hoa để ở trước đèn, làm cái lò lửa bằng đất, trong lò để lửa than, lấy hạt cải tô ma đốt ở trong lò. Viện tụng chú đã nêu trước 108 lần, cứ mỗi lần là một lần đốt, cho đến khi Đại tướng Dược Xoa là con tự đến hiện thân khỏi người tụng chú rằng, ý ông cầu mong điều gì? Rồi liền theo lời vị ấy đáp, họ mong điều gì con đều khiến cho họ được đầy đủ, hoặc cầu vàng bạc và các kho tàng, hoặc muốn như thần tiên cửa hư không bàn thi, hoặc cầu thiên nhãn thông, hoặc muốn biết điều trong tâm người khác. Đối với tất cả loài hữu tình, con đều cho họ được tự tại như ý, khiến cho đoạn trừ phiền não, mau được giải thoát, đều được thành tựu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại tướng Dược Xoa chánh liệu tri hay thay ông có thể đỡ cho tất cả chúng sinh. Như vậy nói thần chú này ủng hộ chánh pháp lợi lạc vô biên. Phẩm 20 chánh luận vương pháp. Bây giờ nữ thần đất này tên là Kiên Lao, ở trong đại chúng đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch và Thế Tôn. Ở trong các nước, người làm quốc vương nếu không có chánh pháp thì không thể trị nước, làm ăn ổn, nuôi dưỡng chúng sinh và bản thân được ở lâu dài ngôi tôi thắng. Nguyện xin Thế Tôn từ bi rủ lòng thương con nói về điều cốt yếu trị nước của chánh luận vương pháp. Khi cho các vị quốc vương được nghe pháp rồi, theo đúng như lời dạy tu hành và giáo hóa chân chánh cho đời, có thể khiến cho ngôi vị được bảo tồn lâu dài, trong nước được an ninh, nhân dân đều nhờ ân lợi ích. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng bảo địa thần Kiên Lao, người hãy lắng nghe. Tổ ở quá khứ có vị vua tên là Lực Tôn Tràng, nhà bữa ấy có người con tên là Diệu Tràng đã được nhận ngôi quán đảnh thời gian cho lâu. Bây giờ vua cha bảo Diệu Tràng rằng có vương pháp chính luận tên là Thiên Chủ Giáo Pháp. Lúc trước khi ta nhận ngôi vua quán đảnh rồi lên làm vua, vua cha tên là Trí Lực Tôn Tràng đã vì ta nói chính luận vương pháp đó. Ta y theo luận này ở 2000 năm khéo léo trị nước, ta không hề khởi lên một ý niệm làm điều phi pháp. Đến ngày hôm nay ngươi cũng nên như vậy, chỉ lấy điều phi pháp mà trị nước, sao gọi là chánh luận vương pháp? Con hãy lắng nghe, ta sẽ vì con mà nói. Bây giờ vua Lục Tôn Tràng lại bị người con ấy nói, dùng kẻ nói chánh luận rằng ta nói luận vương pháp, lợi ích các hữu tình, đoạn trừ nghi thế gian, diệt trừ mọi lỗi lầm,
tất cả các vua trời và các vua cõi người và sinh lòng hoan hỷ, chắp tay nghe ta nói. Thuở xưa các thiên chúng nhóm tại núi Kim Cang, bốn vua liền đứng dậy, thứ hỏi đại Phạm Vương: bậc Phạm chủ tối thắng, tự tại trong chư thiên, nguyện thương xót chúng con, loại dứt các nghi hoặc. Vì sao ở cõi người mà được gọi là trời, là vì nhân duyên gì, danh hiệu là thiên tử, sao sinh ở nhân gian? Riêng được làm quốc vương, vì sao ở cõi trời lại được làm thiên vương? Như vậy trời hội thế, tôi hỏi Phạm Vương xong, bây giờ Phạm Thiên Vương liền bị họ nói rằng: hội thế ông nên biết, vì lợi ích hữu tình, hỏi tay phép trị nước, ta nói hãy lắng nghe. Do lập nghiệp lành trước, do sinh thiên được làm vua, nếu ở tại cõi người, tông lãnh làm quốc vương, các trời cùng gia hộ, sau đó vào thai mẹ, đến trong thai mẹ rồi, chư thiên lại giữ gìn, tuy sinh ở, sinh tại cõi người, tôn thắng nên gọi thiên, do chư thiên giữ gìn, cũng được gọi thiên tử, trụ tam thập tam thiên, góp sức giúp nhân dương. Và tất cả chư thiên dùng năng lực tự tại, trừ diệt các phi pháp, nghiệp ác khiến chẳng sinh, và hữu tình tu thiện khiến được sinh cõi trời, người và chúng tô la. Càng thất bà cả thể, chiên trà la, la sát, đều đem nửa lực mình, một nửa lực cha mẹ khiến bỏ ác tu lành. Chư thiên cùng hộ trì thể hiện phước báo lành, nếu tạo các nghiệp ác khiến ở trong, khiến trong đời hiện tại, chư thiên chẳng hộ trì, hiện bày quả báo ác. Dân chúng tạo nghiệp ác, vua bỏ chẳng cấm ngăn, ấy chẳng thuận chánh lý, cũng đúng như pháp sửa trị. Nó thấy ác chẳng ngăn, phi pháp liền tăng thêm, liền khiến ở trong nước gian trá ngày nhiều thêm. Vua thấy người trong nước tạo ác chẳng ngăn chặn, chúng trời tam thập tam đã sinh tâm giận tức. Nhân đây bỏ quốc chính, chưa định khắp thế gian, bị kẻ địch xâm lược phá hoại cõi đức ấy, nhà ở và của cải dành dụm đều mất tan. Xin vua định lừa dối là chiếm đoạt của nhau, nhờ chánh pháp có vua mà chẳng thành pháp ấy, dân chúng bị phá tan như voi đạp ao sen, do bão nổi bất thường, mưa to chẳng phải lúc, yêu tinh biến lạ lùng, nhật nguyệt thật tối tăm, ngũ cốc các hoa quả kết quả đều chẳng thành, đất nước bị đói kém do vua bỏ chánh pháp. Nếu vua bỏ chánh pháp, dùng pháp dạy ác dạy người, chư thiên ở cung điện nhìn thấy sinh lo buồn. Những vị thiên vương đó cùng nhau mà nói rằng: chư này làm phi pháp, thân gần bị đàn ác. Ngôi vua chẳng yên lâu, chư thiên đều giận hờn, do các trời luôn giận, nước ấy sẽ bại vong, dùng phi pháp dạy dân lưu hành trong cả nước, cho nên lắm gian nguy, dịch bệnh sinh các khổ, vua trời chẳng hộ niệm, trời khác cũng bỏ luôn. Đất nước sẽ diệt vong, thân vua thọ khổ sở, cha mẹ và vợ con, anh em cùng chị em thương yêu phải chia lìa cho đến khi chết mất. Biến quái các sao rơi, hai mặt trời cùng mập, dự thù phương khác đến, do chúng bị tán loạn, đất nước những trọng thần bị ruồng bỏ mà chết. Do ngựa yêu vân vân cũng lại đều tản mất, đến nơi giặc nổi lên, nhiều người chết oan uổng, ác quỷ liền vào nước, dịch bệnh lan tràn khắp, đại thần lớn nhất nước và cả các quan lại, ai ai cũng chua nịnh, cùng đều làm phi pháp. Thế người làm phi pháp thì sinh tâm yêu thích, còn người làm pháp lành trì phạt khổ cực hình, do yêu kính người ác trì phạt những người thiện. Nếu các sao mưa gió vận hành chẳng đúng thời, ba điều xấu sinh ra, chánh pháp sẽ ẩn mất, chúng sinh không ánh sáng mà mở đất không còn, do kính ác khinh thiện, có ba thứ lỗi lầm, ba đáp tuôn phê thời, cỏ đói dịch lan tràn, những trái cây lúa gạo đều giảm mất vị ngon. Ở trong đất nước ấy chúng sinh bệnh nhiều thêm, những cây cối trong nước trước sinh trái ngọt ngon, giờ đây đều tổn giảm, đáng chát không vị ngon. Trước có vườn trường đẹp, chỗ vô ngoài hữu tình bỗng nhiên đều khô héo, người thấy sinh lo buồn, gạo mì những quả trái đều tiêu mất vị ngon, lòng chẳng thích khi ăn, làm sao tăng các đại dạng ánh sáng, chúng sinh suy vi hết thế lực, ăn uống tuy nhiều hơn mà chẳng thể no đủ. Tất cả các chúng sinh ở trong cõi nước ấy ốm yếu không kiên cường, việc làm chẳng kham nổi, dân chúng nhiều bệnh tật, các khổ bất nhạc thân, ma quỷ tràn lan khắp, đâu cũng sinh la sát. Nếu vua làm phi pháp, gần gũi với người ác, khiến ba loại thế gian nhân đó bị suy tổn, như vậy vô số loại sinh ra trong nước ấy,
đều do thấy người ác mà bỏ chẳng nghiêm trị. Do chư thiên gia hộ được làm đến quốc vương mà chẳng dùng chánh pháp giữ gìn cõi nước mình. Nếu người tu hành lành thì sẽ được sinh thiên, nếu người tạo nghiệp ác chết sẽ đọa ba đường. Vua để người trong nước mặc chúng tạo lỗi lầm, cõi trời tam tập tam đều vô cùng bực tức, chẳng thuận chư thiên dạy và mẹ cha bảo rằng đây là người phi pháp, chẳng hiếu tử, chẳng vua. Nếu ở trong đất nước thấy người làm phi pháp theo đúng pháp trị phạt, chẳng nên bỏ qua suông. Vậy nên các thiên chúng đều hộ trì quốc vương do diệt các pháp ác hay tu các căn lành, nên dù ở cõi đời được phước báo hiện tiền, khi chúng sinh tu thiện từ bỏ các nghiệp ác, chỉ bày quả thiện ác nên được làm quốc vương. Chư thiên cùng hộ trì, tất cả đều tùy hỷ, nhờ lợi mình lợi người, dùng chánh pháp trị nước. Thấy có người vua nịnh phải đúng, phải trị liền. Giả sử mất hương vị, nhân duyên bị hại mạng, cũng không làm pháp ác, hay thấy ác bỏ luôn, tai hại nặng nề nhất, không gì hơn bất ngôi, đều do kẻ vua nịnh. Bọn này phải nghiêm trị, nếu người nịnh lừa dối, sẽ mất ngôi quốc vương, do đó pháp vua mất, như voi vào vườn hoa. Thiên vương đều giận dữ, Atula cũng vậy, do người làm quốc vương thì nó chẳng dùng pháp, vì nên đúng như pháp mà trị phạt người ác. Pháp lành dạy chúng sinh chẳng thuận theo phi pháp, ta bỏ đi thân mạng cũng không theo phi pháp. Đối với người thân so, xem mình đẳng tất cả để làm vô đúng pháp, trong nước không phê phái, pháp vương được tiếng thơm, nghe khắp trong ba cõi, chúng tam thập tam thiên hoan hỷ mà nói rằng, pháp vương thiền bộ châu, tức chính là con ta, dùng thiện dạy chúng sinh, dùng chánh pháp trị nước, khuyên thực hành chánh pháp sẽ sinh vào cung ta. Thiên tử và chư thiên cùng chốn Atula được vua dạy chánh pháp thường được tâm hoan hỷ, thiên chúng đều hoan hỷ cùng hộ trì quốc vương. Sao một đúng vị trí, nhật nguyệt không trái thường, gió hòa hợp thời tiết, mưa ngọt tuôn thuận thời, mùa màng đợt bội thu, không còn ai đói kém, tất cả những thiên chúng ở đây nơi cung điện, vì vậy này quốc vương quên mình hoằng chánh pháp, nên tôn trọng pháp bảo cho dân chúng an lạc an, nên thường gần chánh pháp, công đức tự trang nghiêm, quyến thuộc thường hoan hỷ, xa lìa các điều ác, dùng pháp dạy chúng sinh luôn khiến được yên ổn, khiến tất cả mọi người tu hành 10 điều lành, lãnh thổ thường thịnh vượng, đất nước được an ninh. Vua cùng dùng pháp dạy người khéo điều phục các ác, thường được nhiều tiếng thơm, an lạc các chúng sinh. Bây giờ tất cả các quốc vương trong đại địa và các đại chúng nghe Phật nói tất yếu vấn đề nhà vua kia xưa kia trị nước, nhưng chưa từng có, đều rất hoan hỷ tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tố Thắng Vương, quyển 8.